nha tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Thì mọi người xem kênh của mình cho mình xin một like, một subscribe nhớ bấm cái chuông để nghe thông báo khi ra clip sớm nhất nha mọi người ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ rủ Đức đi chơi nha mọi người. Anh ơi, hả? Đi chơi. Anh đang làm. Chơi game với em. Anh đang làm đấy, có nhìn anh đang làm không? Nhưng mà chơi game với em. Anh không bao giờ chơi game với em, dạo này anh không còn chơi game với em nữa. Không ơi, đây anh đang làm clip cho mọi người xem mà. Thôi em đi đây. Về phòng đi, anh để anh làm clip cho mọi người xem. Chơi game với em à? Không. Chơi đi. Bố bị nhọt với mày đấy à? Anh đang làm, tí làm xong rồi chơi. Về. Về phòng đi. Tí là chừng nào á? Về phòng đi. Mình nghe bảo là trên một cái app tên là cái gì Lita mình sẽ tải thử. Thì ở trên đó mình không biết như thế nào, nhưng mà mọi người giới thiệu mình ở trên đó rất là hay ho để thử xem như thế nào. A few inches later. Ok mọi người, thì mình cũng nghe mọi người giới thiệu rất là nhiều về app Lita. Thì mình cũng rất là tò mò về app Lita sẽ như thế nào. App Lita này nó có cả trên App Store và CH Play luôn. Đấy mọi người, rất là hay ho luôn. Mọi người chỉ cần vào app xong mọi người bấm là Lita, bấm chữ Lita bình thường thôi là nó đã ra rồi. Đây, cái biểu hiện con thỏ nè mọi người. Đấy, mình này, tải về. Bây giờ mình sẽ tải về nha mọi người. Ủa, chạy nhanh chưa kìa. Đây là rất là tốn, rất là ít dữ liệu luôn. Cho nên là mọi người không sợ là không có dữ liệu để tải đâu. Bây giờ mình sẽ mở app nè. Mọi người, đây là phần giới thiệu này. Mọi người trước khi vào sẽ có phần giới thiệu cho mọi người. Sau mọi người vào, đây, ở đây có Free Fire, Liên Quân, PUBG, Liên Minh. Nói chung là rất là nhiều lựa game. Đây, có rất là nhiều bạn gái rất là xinh đẹp. Wow. Nếu như mà bạn nào đang độc thân và đang còn ế thì hãy vào app này. App này rất là xịn sò luôn mọi người ạ. Thật sự mà nói là mình không hiểu tại sao một cái app lại có nhiều gái xinh như thế này. Mọi người đi, vừa vào đập vô mặt này, bạn này tên là Quỳnh Trang. Chào cậu. Ui, cái giọng đỉnh thế nhờ. Đấy, bây giờ mình sẽ vào Free Fire. Tất cả các bạn chắc chắn là chơi Free Fire đúng không? Mình sẽ vào Free Fire, rồi có cả con trai này, có cả con gái này. Bạn này tên là China. Xem nào. Hello, chào cậu nha. Giọng dễ thương vãi mọi người ạ. Thế nào cũng được. Thế nào, cậu ấy đặt đơn giúp tớ nha. Uầy. Thì tớ có thể trò chuyện và nhắn tin cùng cậu nữa. Yêu cậu lên đấy. Oh my god. Trời ơi, vừa dễ thương mà vừa giọng dễ thương. Người gì đâu mà vừa dễ thương, giọng còn hay. Ok thì mình đã đăng nhập rồi. Đây là Facebook đấy. Đây là đây. Xong mình bắt đầu sẽ nạp tiền vào ví. Mọi người phải bấm vào ví. Thì mọi người bấm chữ nạp tiền. Nạp tiền thì mọi người chọn mệnh giá này. Giống như này 9.000, 22.000, 45.000. Nói chung là mọi người chọn mệnh giá rồi mọi người nạp tiền vào. Mấy bạn ơi, thì mình đã nạp tiền vào ví xong rồi. Thì hiện tại trong ví mình có 1.798. Còn một điều nữa rất là hay ho của cái app này chính là thuê bạn chơi rất rẻ. Có 300 xu thôi, có 300 xu thôi là chơi được 30 phút. Mà nếu như trong vòng 30 phút đó mà bạn chơi mà làm cho người đó thích mình thì bạn đó có thể chơi nhiều với mình hơn. Anh đu. Bây giờ mình sẽ tìm một anh nào đó để chơi. Mình sẽ tìm một bạn nào đó thì cả cute để chơi nha mọi người. Ôi mọi người ơi, mình lướt nãy giờ luôn mà mình toàn là gái thôi. Ủa, có bạn này là nam nè. Ui, cái mặt này quen quen mọi người ơi, cái tên cũng rất là quen luôn ấy. Một phát. Quen cực, quen cực. Mới tập chơi Free Fire, ai muốn chạy bo cùng thì cứ đặt hàng mình nha. Mình cứ ngờ ngợ cái bạn này mình đã từng biết hay là từng gặp ở đâu rồi này. Thật luôn, rất là quen luôn. Mình bấm đặt hàng thử. Mình đặt hàng thử xem như thế nào. Mình đặt hàng rồi mình sẽ nhắn tin cho bạn này là alo bạn ơi, chơi với mình nha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi chờ để bạn này rep tin nhắn và mình sẽ đưa tem code cho bạn này vào chơi với mình nha mọi người. Ok. Later. Ok thì bạn đó đã trả lời cho mình rồi. Bây giờ mình đã đưa tem code cho bạn đó rồi. Mình sẽ ngồi chờ xem bạn ấy vào. Alo alo. Alo. Chia tay xong quên cả mặt người yêu cũ luôn à? Hả? Hả hả? Tính ra bạn quên cả mặt mình luôn à hả? Ui, không, hồi nãy ngờ ngỡ thôi nhưng mà không nghĩ là... Đẹp trai quá không nhận ra à? Nhưng mà chơi game không? Thì chơi, trời tự nhiên người yêu không rủ cũng tới. Búp rồi không chơi thì phí mọi người. Alo!
đâu vào vậy? Điện thoại tôi cùi lắm. Tự nhiên ở đâu trên app Lita vậy mà? Lên đấy tìm bạn gái ở đâu xong rồi giờ lại gặp người cũ nè. Trùng hợp vậy. Vô tình tự nhiên búp lên đây tự nhiên gặp. Cảm giác như quen quen cho nên búp thử ai ngờ. Ảo cái gì? Vô tình đặt. Nhớ thì nói đi. Hề luôn, đây là lần đầu tiên vào app đó mà. Vô tình rồi nào. Lần đầu tiên vào app xong rồi búp luôn người yêu cũ là sao? Không biết, thật luôn. Lần đầu tiên vào app xong rồi lướt nãy giờ gặp toàn gái rồi. Thấy có vài người con trai cho nên búp. Nhưng mà mấy người kia thấy già già rồi cho nên mới búp. Trời ơi, già rồi vậy là tôi trẻ, tôi đẹp trai thì bà mới búp tôi đúng không? Mà sao thấy có người yêu mới rồi mà sao lại búp tôi? À, có buồn, buồn một tí, có vài chuyện buồn ấy mà. Ê, nhưng mà app đó có gì vui không? Hay app đó người ta giới thiệu vui lắm mà không biết app có gì vui không? Nó kiểu vui, mà kiểu có nhiều bạn gái trên đấy. Mình làm quen hết rồi, nói chung là mình cũng nhắn tin nhiều rồi. Gớm ghê ông nội, ô bạn gái thôi á. Thấy cũng có trai mà. Có, trai, trai nhưng mà trai đẹp, kiểu toàn sống ẩn thôi, tìm kỹ người ra. Thế á? Thế là ta không tìm à? Ôi, không tìm tiếc thế nhỉ? Thì tìm. À, tôi nè, trời ơi. Mày mà đẹp trai á. Ui, nhưng mà dạo này làm gì rồi? Dạo này vẫn ngồi xem cậu bắn Free Fire rồi mình vẫn âm thầm mình bắn thôi. Ôi, bạn ơi. Ôi, hay quá. Thấy chưa, chỉ mỗi mình bảo vệ được cậu thôi. Cái gì vậy trời? Thì trước đó mình với cậu cũng chơi Free Fire cùng với nhau mà. Mồm điêu. Mày đừng có bốc phét. Ngày xưa tới giờ chơi game với nhau bạn có bảo vệ tôi bao giờ đâu mà bạn bảo là bạn bảo vệ tôi. Ơ kìa. Giờ một sai lầm nè. Nhưng mà kiểu cảm giác như này là cố tình đúng không? Cái gì trời, không hề cố tình luôn nhá. Tôi không hề cố tình luôn. Tôi vào app, tôi nghe mấy chị bảo là app này ngon lắm, app này có nhiều bạn nữ, bạn nam dễ thương cái kiểu. Với lại tôi đang buồn cho nên là tôi muốn lên app để tìm người để chơi chung trò chuyện thôi. Bình thường tôi có bạn đâu, xong tôi lên app tôi tìm, tôi chơi chung để tôi nói chuyện thôi. Mà vô tình book thì hay quen quen cho nên book thôi. Ai ngờ quen hợp. Tâm sự đi là đỡ buồn á. Thì người yêu rủ chơi game chả bao giờ chịu chơi chung cả. Chán. À thì chắc người ta cũng bận lo cho kinh tế của bạn thôi mà. Người ta chê tôi bắn gà bạn ạ. Thì bắn gà thật thì cũng... Ơ kìa, bạn làm sao ấy, bạn bảo tôi bắn gà. Bạn chơi game với tôi mà bạn bảo tôi bắn gà. Thề luôn, tôi hơi bị bờ gồ hơn trước rồi nhá. Ôi, thế quá. Đúng, hồi xưa tôi gặp địch tôi có giết được đâu. Giờ tôi gặp địch tôi giết được rồi. Xem kênh của bạn á. Thật á? Thằng ấy thời gian mà, thì thôi vẫn thấy bạn bắn gà như vậy mà. Ơ kìa, bạn nói một câu làm tôi buồn á nhá. Phủ phàng thế nhờ. Đáng lý ra là lâu ngày không chơi chung với nhau thì bạn cũng phải bạn lâu ngày bạn tiến bộ hơn hay là bạn tốt hơn gì. Lâu bạn ngày bạn bảo tôi như thế. Hả? Bạn tiến bộ hơn nè, bạn giàu hơn nè, bạn mặc quần áo đẹp hơn nè, chẳng bù cho mình. Ủa đúng rồi, càng ngày người ta phải càng xinh hơn chứ. Chứ thế không lẽ càng ngày người ta càng tệ hơn. Hả? Chắc là người yêu tốt quá nên là bạn mới thay đổi được như vậy chứ. Chuẩn luôn, nhưng mà vấn đề là người yêu tôi tập trung cho công việc nhiều. Người yêu tôi này kia thôi, người yêu tôi chỉ lo cho công việc thôi. Ít chơi game với tôi hay ít chơi với tôi lắm. Cho nên hôm nay tôi mới lên app Lita tìm người chơi chung này. Ôi nhưng mà tôi phải công nhận là app Lita có nhiều chị gái xinh không nhỉ? Có nhiều trai đẹp lắm mà kiểu xinh mà còn giọng cute các kiểu luôn. Thề. Ê hay là bây giờ tôi lên trên đó tôi đăng ký để tôi ngồi đó tôi chơi game với ta. Mình vừa được tiền mà mình vừa được chơi game. Thích nhỉ. Được ấy. Hình như trên đó đăng ký vừa được tiền vừa được chơi game luôn á. Không á, đang tiện luôn. Xịn. Nhưng mà nó rẻ nữa cơ. Hề luôn, bút nửa tiếng mà có 300 xu. Rẻ vậy. Được nhờ. Nhưng mà mình kiểu cũng hay chơi cùng mấy bạn nam, mấy bạn nữ ấy. Thì thân thiện mà. Xong rồi nay tự nhiên gặp người yêu cũ luôn. Không hiểu. Thôi đi, bạn ơi. Gặp tôi phát muốn chết, mày đặt không hiểu. Bạn gặp tôi bạn phát muốn chết, mày đặt. Kiếm tiền trên YouTube, tôi kiếm tiền trên... app đó mà tôi vẫn giàu nè, nhìn quần áo nè, long tộc đâu, xem nào. Tôi vẫn nhiều tiền
Xem là đồ giàu đó. Ủa, giàu thế nhỉ? Giàu thật đấy. Súng gì cũng có. Ghê vậy trời. Nhưng mà nhớ cái thời gian cũ mình chơi với nhau sau đêm suốt sáng không? Thì, ok, tôi tự nhiên nhắc chuyện cũ ấy nhờ. Thì lâu không gặp, trò chuyện một số kỷ niệm cũ thôi. Tự nhiên, nhớ là chuyện cũ lại không hay ho cho lắm thế. Không, có người suốt ngày hồi đấy đói vào đêm nhưng mà mình búc đồ ăn cho đây. Ơ kìa. Ủa, có người. Ở bên trên đồi kìa. Ở đâu nhỉ? Không thấy luôn. À đây. Nốc rồi, nốc một. Ủa kìa, sao tôi toàn bấm vào chảo nó nhỉ? Sao tôi toàn bấm vào chảo nó vậy ta? Ôi được rồi, nó gục rồi. Ơ kìa, còn một thằng kìa ông ơi. Bên này nè. Chưa game với trai à? Hả? 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 Cậu vàng đi đời cho ông giáo ạ. À. Alo. Alo, tôi biết gì đâu. Mày thằng nào ấy? Tôi người yêu cũ bé Mon này. Hảo An. Tao không quan tâm. Tao chỉ biết là mày là chơi với người yêu tao. Thì bây giờ mày yêu mày cậu... thích như thế nào? Bây giờ mày thích tao xử lý như nào đây? Mày biết là Mon có người yêu mà mày biết tao là ai không? Cậu là Đức Mon đúng không? Đúng rồi, mày biết tao có người yêu rồi mày còn chơi với người yêu tao. Thì tại vì đây là dịch vụ Mon book mình mà. Mình có quen biết cái gì cậu đâu. Dịch vụ bây giờ nhá. Thế ở trong cái cuộc nói chuyện đấy thì có nói vấn đề gì nữa không? Hay là chỉ có mỗi chơi game này thôi? Mỗi chơi game thôi. Dịch vụ gì? Còn nói cả chuyện cũng nữa. Dịch vụ gì? Dịch vụ thuê bạn trai. Thôi toàn thuê bạn trai. Cậu họ đi hỏi người yêu cũ cậu ấy, tôi biết gì đâu. Hả? Ai người yêu cũ? À, đi hỏi người yêu cậu ấy. Cái thằng em thầy náo nhở, nhà mày đâu? Tôi vì đặc phòng công việc tôi không nói được đâu. Cậu đi ra chỗ khác đi. Ờ, thế thôi, mày biến đi. A few moments later. Mọi người đang chơi ngon lành thì Đức nó phát hiện. Đã chưa bị chạy, quay quay đi thì anh. Ừ, xin lỗi. Gì vậy? Ôi, giỏi quá nội. Ok mọi người ơi, thì mọi người thấy app này có hay ho thì mọi người hãy vào CH Play hoặc là app store. Mọi người nhớ đánh giá là 5 sao nha mọi người. Nhớ đánh giá là 5 sao nha. Nhớ nha. Còn mình thì clip cũng đến đây là kết thúc nha mọi người. Mình sẽ đi năn nỉ Đức đây thì Đức giỏi rồi mọi người. Thì thật ra là bạn nam này là người yêu cũ của mình. Hồi nãy mình chỉ thấy là bạn này dịu quen cho nên là mình mới bút thử thôi. Nhưng mà ai ngờ mình cũng không có ý gì đâu. Từ đây về sau mình sẽ không dám chơi với trai nữa luôn. Thôi bye bye mọi người. Mình xem hết clip mình cũng cảm ơn mọi người nha. Bye bye.